Hello, thân mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay giấc này giấc chơi cũng hơi chiều chiều á, thì Thanh đi ra đồng để mình đi bắt cá, kiếm chỗ nào có giũng cá Thanh bắt. Thì đi theo mấy cái miếng lúa chín đây nè, kiếm coi có cái giũng nào nó đậm nước lại, cá nó sẽ dồn xuống đó, rồi bắt đầu Thanh sẽ đi bắt cá theo mấy cái giũng, kiếm cá rô, cá sặc này kia vô mình nấu cơm ăn á cả nhà. Giờ Thanh và cô chú anh chị các bạn cùng đi theo Thanh đi kiếm giũng nha. Giờ Thanh sẽ đi dài dài vô trong đây, chạy theo xe theo vòng vòng đi kiếm giũng. Chắc có người ta móc rồi gì á, có người ta đặt cống câu cái gì nè, gọi là cái gì quên nè. Ui có cá gì nhiều người cả nhà, chắc cái này cá rô cá sặc quá. Có cái hang mà xuống mình bắt thử rồi cả nhà. Đây có cái giũng cá nó cũng gớp cả nhà, thì cái giũng này thì thấy có chắc có người ta bắt rồi nè. Tại vì thấy có cái gì cái cắm câu cò ke gì đó, để Thanh lấy cái bao tài. Có đem thủ hay cái bao tài cả nhà. Đi bắt cá. Đó, bây giờ xuống đây bắt hồi lại. Giấc này trời cũng hơi mát mát dịu dịu luôn rồi. Ông trời ông thương mình hay sao? Hồi nãy đi là nắng. Rồi xuống đây bắt hồi cả nhà. Đi kiếm mấy cái giũng nè. Cả này lúa chín là có giũng gì vậy cả nhà. Cái gồ nhóc chân mở nó nè, mở nó cái tay nha. Trong cái hang đó chắc có cá gì, thấy nó ụt ụt dữ rồi. Anh bắt dài dài vô cả nhà. Cái gô thì ê, ê. Con cá lóc. Đâu rồi? Nó vừa mới ụt. Ê, con gì đấy? Ê, cá gô tưởng đâu cá lóc. Cá gô bự. Vậy là con cá gô phải cá lóc, tưởng nó con cá lóc không à. Dạ hồi cá gô bự cả nhà ơi. Vô cái hang. Ê, ô. Cá gô. Ôi, có cá lóc thiệt nè, có cá lóc thiệt. Nó ụt đi trong hang. Đâu rồi? Đây. Wow. Ôi, rồi. Đây cả nhà ơi. Có con cá lóc thiệt. Tưởng đâu hồi nãy là gì là đụng cá gô, nhưng mà tưởng nó cá lóc, nhưng mà cá lóc này nó nằm ở trong hang.
còn nữa. Rồi. Nó gô không à? Ở ngoài á nó ụt ra ngoài. Quá nực rồi. Nãy biết gì đem hai cây kẹp kẹp tóc lên nó nực ghê luôn á. Cái Dũng này hồi nãy thăm chạy ngang thấy cá nó ngớp nó lạnh luôn á. Bắt cái Dũng này thôi là đủ ăn rồi. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Ê, hình như còn cá lóc hay sao á, hình như còn cá lóc hay sao mới đụng nữa đó. Ôi ôi, con cá lóc bự nè. Nè cả nhà ơi, nó lú cái đầu ra nè. Hả? Giờ quay cho cả nhà xem. Bắt đầu chụp nó. Ôi ôi. Con cá lóc đen nè. Cá lóc này là cá lóc đồng. Cả nhà ơi. Qua. Rồi, ra đây là vậy. Đó. Ồ. Ủa, vô mánh rồi, vô. Đấy rồi, giơ cái nón luôn rồi. Giơ cái nón lá luôn rồi, comment ơi. Chèn ơi, nó phóng. Nó bự hết sức luôn cả nhà ơi. Vô mánh con cá lóc bự. Hai con rồi đó, úp lại luôn đi. Bò vô ăn lúa luôn. Ông chủ đâu mà để bò vô ăn lúa người ta luôn rồi kìa. Qua, còn. Ê, ê, ê. Rồi. Cái lóc cả nhà ơi. Còn con. Đây. À, ụt hả mày? Ụt hả mày? Chạy hả bự? Nó thoát được chị. Cũng cộng được ba con rồi đó. Mỏi lưng quá. Rồi khom khom này mỏi lưng nữa nha ơi. Còn ngoài này là cá gô. Cái cá sặc nó quá chèn, nó ngớp, nó đụng vô cái giò mình nè. Cái gỗ trúc á. Bắt hồi được nhiều rồi đó. Cái gì mà cá lóc ghê vậy trời. Cá gô bự phóng rồi. Ê, đậy lại luôn đi. Cá gô bự phóng rồi. Mới lấy cái gỗ ra cái cá gô bự nó phóng luôn cả nhà ơi. Số mình xăm gùa được mấy cá lóc. Chỗ này ta cắm cò chúng rồi cả nhà.
chỗ này là cá nó gì nè, cò đêm cò xuống nó ăn đó. Năng cá nè, chín. Này là cắm cò ke. Cá rô bự nó phóng rồi, phóng mất tiêu luôn rồi, đụng nó mà không mắc dính nổi. Hồi nãy hơn ngô không à. Chủ yếu là kiếm con cá rô bự nãy nãy nó phóng ra hay thiệt. Kìa, nó quẩn kìa. Ôi à, còn có một mớ cá rô nhỏ cả nhà, thì lên nhiêu này đủ ăn rồi nè. Đó, mớ cá của Thanh đó, nhiêu này đủ ăn rồi, lên nhiều rồi. Giữa mình quá chè xuống đó nó bích hơi đó, nó nụp cô nè, đổ nó hở nhẹp luôn á, hơn cắm nữa. Mình xuống đây Thanh rửa rồi cái không nhận ra mình luôn, quá trời sợ. Xuống dưới đó nó bịt hù cả nhà ơi, quá trời nó nực thêm cái đứng gió mà ui ui nắng nữa. Công nhận á, cái chỗ đó vậy mà được ban cá lóc luôn á, không tin nổi luôn. Cái đó là chắc số mình hên á. Nó trốn vô trong hang cái nhà, nó trốn vô trong hang cái nhà mình hên sao móc móc đụng cá lóc. Đây là xì rồi. Lên lên quá xịn. Đi này là đi bắt hôi cả nhà ơi, bắt hôi được mớ cá. Kìa, cá hay còn ngớp nữa đó, nó còn ngớp nữa đó cả nhà. Đây cho cả nhà xem đi, thành quả hôm nay Thành đi bắt cá theo Dũng nè, có một Dũng thôi mà này là đủ ăn rồi. Mới cá rô này nó ú nè, cá rô này về Thành sẽ kho tiêu. Đó, con này nó ú nè cả nhà ơi. Cá lóc này về nấu canh bầu hoặc là nấu canh chua. Nấu canh chua đi, hồi sáng hôm qua mình ăn canh bầu, bữa nay mình ăn canh chua cả nhà. Được ba con luôn. Ui, cá lóc này cá lóc đồng gặt ghi nè cả nhà coi nè. Cá lóc nhỏ nhỏ gì chứ ăn thịt nó ngon. Được con cá lóc bự nè. Và bây giờ mình sẽ đem về. Chưa thả mấy cá rô nhỏ nhỏ này xuống lại chứ. Quá chừng ốm như nhỏ nè. Bắt cá bự ăn thôi, cá nhỏ mình thả lại cả nhà ơi. Đó. Bắt trong cái dũng đó đó, được mớ cá rô. Ý, còn được có ba con cá rô bự à. Ba con cá lóc à. Mớ cá rô nhỏ thì sẽ phóng xanh nó lại cả nhà ơi. Nè, do nó nhỏ mà nó ốm quá chèn luôn. Mắt nó hừ lừ luôn. Thấy vậy. Rồi, bây giờ anh sẽ đem về nấu ăn thôi. Thành quả mình được nhiều. Vậy chịu khó ra đồng chút xíu dư sức ăn.
Tính tiền cả nhà, đây là cái thành quả của Thanh hồi chiều đi bắt hơi được một bớ cá nè. Thì cũng hên quá chèn luôn là dính được ba con cá lóc với ba con cá rô đó. Anh đem về Thanh hấp bầu, tính là vô nấu canh chua với lại kho mớ mà thấy ít quá, thấy gì cái Thanh bẻ mấy trái bầu vô hấp nè. Ôi cho bầu non nè, coi cả nhà ơi, hết sức ngon luôn nè. Ủa, trái này mới ngon nè hả, với đọt bầu nè cả nhà. Thanh hấp này thì nó hơi bự cho nên Thanh gọt ra, còn đây là cá lóc nè, cá lóc hấp bầu. Cái món này là rất là ngon luôn. Đây Thanh sẽ chấm với chén muối ớt chanh nha. Này Thanh rất là phái ăn muối ớt chanh cả nhà. Ui, quá chèn đó bụng mà nó thơm. Cái này là Thanh có phi tỏi nè để ở trên, là bởi nó quá chèn nó thơm mà chịu hết nổi à. Giờ mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thanh nha. Vô làm đi bắt về á, cái tới tối luôn, dắt này làm xong là tối hui luôn cả nhà, tới thui luôn. Rồi thêm cái thấy vậy nén lại chút xíu để cắt mớ rau muống cho heo nó ăn nữa, mà anh không có quay khúc cắt rau muống cho heo ăn cho cả nhà xem được, tại vì hơi hơi tối rồi, cắt nhanh nhanh đặt đi vô còn nấu cơm ăn cả nhà. Quá trình đó bụng mà. Trời ơi coi nè, rau gì đọt bầu với lại cá lóc. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn với Thanh nha. Cái là đọt bầu nè, với thịt của con cá lóc nó rất là thơm, nó rất là ngọt luôn. Cái ăn mình chấm với chén muối ớt chanh đó, nó chua chua nữa, nó chua chua nó cái cà, nó hòa quyện lại với nhau nó rất là ngon. Nó sẽ uống cái trái bầu này, trái bầu non. Ngon quá, nó ngọt ghê luôn. Thịt cá lóc trắng phiếu luôn, cá lồng, cá đồng thịt trắng phiếu luôn. Chuột chuột chi nhiều, chắc ngày mơ nhà có khách hay sao. Cái trái bầu non ăn nó ngọt quá luôn, nó thơm luôn. Lẽ tưởng không ngon mà giờ hồi ngon không tưởng luôn. Nè cái ruột của nó Thanh làm rất là kỹ luôn, cái đùm trứng đó nè, múc cái đùm trứng đi. Đó. Chị ơi, cái đùm trứng nó có cái màng mỡ nữa, có gì chịu nổi cả nhà ơi. Nó béo. Ngon quá. Cái đùm mỡ này nè, chút nữa mình ăn sao, chứ mình mà ăn bây giờ là một hồi nó ngán luôn cả nhà. Tại vì là cái mỡ đó, ăn nó mau ngán luôn. Thịt của cá lóc nó ngọt ghê, mà cái đất cái đồng á, còn đừng có trái bia trái bầu non đây nè. Tính là vô nấu canh chua nhưng mà thôi, sẵn mình có bầu á, bẻ bầu vô cái mình hấp bầu đọt bầu nó ngon. Tại ngày hôm qua ăn canh bầu á thấy ngon quá, lâu lâu mới ăn lại cả nhà, cho nên ăn cho nó đã. Cá lóc nè, được một con cá bự nhất nè cả nhà. Thịt trắng phiếu luôn. Thịt nó thơm nó ngon. Cái này là nhờ do là bầu nhà của mình á, mình bẻ mình ăn gì nè cả nhà, chứ gặp mà bầu mà mình mua á, không có ai mà bẻ bầu non gì bán được, tại vì nó rất là ủ luôn á. Bầu
còn nhà, cho nên mình ăn mấy trái nâu thì nó ngon. Cái này trái bầu này nó hơi bự nè, ngọt quá. Thịt của nó nè. Nghe không? Cái Dũng đó là có người ta bắt rồi á cái nhà, nhưng mà sao mà do mình hên hay sao á, cá nó còn nằm ở trong hang á, nó trốn ở trong á, cho nên mình bắt được, dính được 3 con cá lóc nè, về nấu ăn, chứ không không có 3 con này là ăn mấy con cá rô nhỏ nhỏ rồi đó. Với lại đi thêm vài cái Dũng nữa, tại vì không đủ cá ăn cái nhà. Nhờ hên có được 3 con cá lóc, cái một dũng một là đủ ăn. Với lại cỡ này á, lúa chín rồi người ta thay nước ra để cho cái cây lúa nó chắc khỏe, với lại đất nó cứng á, để mấy cắt người ta vô cắt nó không bị mắc lầy á cái nhật. Cho nên mấy cái dũng cá nó sẽ dồn, mấy cái dũng đậm lại nước á, là cá nó dồn dữ lắm luôn. Ngon quá. Trang miếng nước bằng vui, cái con cá của mình nó ra chất mỡ này, với lại thêm thanh phi tỏi nữa. Cái nước này chắc nó rất là ngọt luôn quá. Nó ngọt mà nó thơm cực kỳ luôn. No rồi đó, quất hết một chén cơm luôn cả nhà. Bữa nay là cái thành quả anh đi bắt cá ở Dũng á cả nhà, cũng dính được mớ cá, 3 con cá lóc ngon, với mớ cá rô, mà cá rô ốm thì anh thả lại, cá rô ú thì mình đem vô mình hấp, mà do là nó nằm ở dưới đây rồi, anh không có móc lên cho cả nhà xem được. Nó bữa nay là ăn cái dĩa cá hấp bầu này rất là ngon luôn, mà bầu non nữa cả nhà, thì nó rất là ngọt rồi. Thôi video của Hanh đến đây Hanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Hanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Hanh vào ngày mai nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho Hanh có động lực để nhiều video hơn nữa nha. Bye bye cả nhà.